Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 3 tây tháng 11 anh em. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em tầm khoảng 40 lô anh em. 40 lô. Hôm nay thì lên cho anh em là máy siêu VIP siêu đẹp nha anh em. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi hôm nay thì có máy có những cái dòng máy là Magu 320 nha anh em, nòng 38 ly. Shindewa S, Shindewa 270. TZ 27 nha anh em, TZ 27. TH Kawasaki TH 3400. Nòng 37 ly. G2K Kawasaki TD 33. Komatsu 36 anh em. Geobi Genos. Shindewa. Phía dưới là TU anh em, TU. Rồi Magu 26, Magu 23. Echo 209, Mitsu 180. Rồi hôm nay thì máy siêu đẹp siêu VIP cho anh em luôn nha anh em, tranh thủ vào chốt ha. Rồi máy bên em thì là máy chưa dọn nổ nha anh em, bao hơi lửa đủ đồ. Bao hơi là em giật hơi tốt ha, chứ không có bao nồng nha anh em, không có gỡ bô ra coi. Và giá trên đây là chưa kèm phí ship nha anh em, không có bao ship nha anh em. Giá đây là em bán nhà hàng giá sỉ giá rẻ, cho nên nó là không có bao ship. Máy trên đây thì anh em chốt thì cộng ship giùm em ha. Rồi hôm nay thì lên cho anh em siêu VIP siêu đẹp anh em, những cái máy siêu to khổng lồ luôn. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi máy đây thì em sẽ bao hơi bao lửa cho anh em. Rồi con máy đầu tiên là con Maguyama nha anh em. Maguyama nòng 38 ly ha. Con này là Magu 320. Con này nòng 38 ly nha anh em, nhưng mà nó là tum nhỏ ha, tum nhỏ bút cung nhỏ. Nòng 38 ly nha anh em. Đây Magu 320. Cái bình xăng của nó bị bể rồi nha anh em, thì em sẽ cho tặng theo anh em là cái bình xăng mới ha. Bình xăng mới. Magu 320. Nòng 38 ly nha anh em. Con này thì là tay lái tròn, đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Con số 2, con số 2 là Shindewa Shot 270 nha anh em. Shindewa Shot 270. 270 nha anh em. Rồi con số 2 này 1.350, tay lái là tay lái dài, đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn ha. Con số 2 1.350, Shindewa Shot 270. Con số 3 là con TZ 27 nha anh em. TZ 27, TZ 27 gì cũng là nó ha. Rồi con này là tum gời nha anh em. Tum gời, bố con nhỏ. Con số 3 1.500, đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. TZ 27. Nòng 34 ly nha anh em, dòng máy Kawasaki. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 là con Shindewa. Con này là Shindewa 2004 nha anh em. Con này còn cực kỳ mới luôn nè, bình xăng lớn trắng sáng ha. Bô rồi còn trắng tinh nha anh em. Rồi con này thì nó xài chế là chế hệ hai kim nha anh em. Chế hệ hai kim quanh bờ gồ luôn. Đây chế hệ hai kim á, còn cực kỳ mới. Shindewa 2004. Nòng 33 ly nha anh em. Tay lái là tay lái tròn ha. Tay lái tròn, con số 4 này 900 ngàn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết cho anh em luôn. Con số 4 900 ngàn. Con số 5 là con Makita nha anh em. Con Makita siêu đẹp siêu VIP luôn. Con này phải nói là mới, cực kỳ mới nha anh em. Cực kỳ mới luôn. Makita 26cc nòng 34 ly. Con số 5 1 triệu nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài ha. Nó thiếu nữa cái tay lái thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ. Makita 2006 nòng 34 ly. Nòng 34 ly nha anh em. Con này còn cực kỳ mới luôn nè. Anh em thấy không, dây giật nè. Đó, dây giật còn trắng tinh. Rồi Makita 2006 nha anh em. Áo rồi còn xanh mướt luôn. Bình xăng con của nó là chế ga ngang nha anh em, hai kim. Con này là Makita 2006 nòng 34 ly. Còn cực kỳ mới. Con số 5 1 triệu nha anh em. Con số 5 1 triệu tay lái dài. Con số 6 là con Komatsu 3400. Komatsu 3400 nha anh em, bình xăng lớn. Bình xăng trên. Con này Komatsu 3400, bình xăng trên. Komatsu 3400. Rồi con này là tum lớn bố cung lớn nha, tum lớn bố cung lớn. Con số 6 này là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2. Tay lái là tay lái dài luôn. Komatsu 3400. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi bao hơi bao lửa cho anh em ha. Lô số 6 2.2 triệu nha anh em. 2.2 triệu. Tum lớn bố cung lớn. Lô số 7 là con Kawasaki TD33. Con này còn cực kỳ mới luôn.
tùm lớn cuối cùng lớn luôn nha anh em. Con này màu cam ha, con này màu cam Kawasaki TD33 nòng 37 ly nha anh em. Con số 7 1,2 triệu, tùm lớn bố cùng lớn, tay lái là tay lái dài luôn, đầu bò chén kẹp theo bao đủ cho anh em. Rồi Kawasaki TD33 nha anh em. Con này thì nó đóng mát là Maruyama ha, nhưng mà thật sự máy của nó là dòng máy Kawasaki TD33 nòng 37 ly. Lô số 7, tiếp theo là lô số 8 nha anh em. Lô số 8 thì hôm qua con máy này em tưởng đâu con nó là con máy Gobin NB31, nhưng mà thật sự ra nó là NB27 nha anh em. NB27. Rồi con này thì nòng 34 ly, chế của nó là chế ga ngang quanh bờ gồ luôn. Rồi con này thì bán cho anh em 1,2 triệu nha anh em. Số 8 1,2 triệu. Tay lái là tay lái dài luôn, đầu bò chén kẹp theo bao đủ cho anh em. Rồi Gobin NB27 tum lớn bố cùng lớn. Con số 9 là con cơm Matsu nha anh em. Đây, cơm Matsu Genos. Con này là cơm Matsu 2002 anh em. Nòng 32 ly. Con này thì số 9 900.000, cơm Matsu. Chế là chế ga ngang luôn nha anh em. Con này còn cực kỳ mới nè, đỏ ao. Đây. Cơm Matsu Genos ha, G22. Chế là chế ga ngang luôn nha anh em. Chế ga ngang luôn. Rồi con số 9 900.000. Con số 10 là con Kawasaki TH3400 ha, con này thì nòng 37 ly nha anh em. Nòng 37 ly, tum lớn bố cùng lớn luôn. Chế là chế ga ngang quanh bờ gòn anh em, con số 10 2,5 triệu, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em ha. Con số 10 2,5 triệu nha anh em. Kawasaki TH3400, con này phải nói là cực kỳ tốt luôn. Hơi hám là ngon lành luôn nha anh em. Con này ngon. Áo đồ còn rất là đẹp luôn. TH3400 Kawasaki, tum lớn bố cùng lớn nha. Ốc nó còn vàng hực luôn anh. Ốc còn vàng hực luôn, tum lớn bố cùng lớn. Lô số 10 2,5 triệu. Lô số 11 là hai con Echo. Hai con Echo 200 nha anh em. Hai con Echo 200. Rồi lô này số 11 1,2 triệu, hai cây ha. Tay lái là một tròn một dài nha anh em, thuộc tròn một dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 11 1,2 triệu, hai cây, 600.000 cây. Echo 200. Nòng 30 ly ha, nòng 30 ly, chế là chế với tung ga nha anh em. Lô số 11. Lô số 12 là con Sindewa Shock 230. Sindewa Shock 230 nha anh em. Chế của nó là chế ga ngang quanh bờ gồ luôn. Tay lái là tay lái dài, con số 12 này là 900.000 nha anh em. 900.000. Sindewa Shock. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Con này tại sao mà 900.000? Tại vì với là nó áo nó bể nha anh em. Đây. Áo nó bị bể ha, em bán giá cho anh em là 900.000 luôn ha. 900.000. Rồi, không có bù áo nha anh em. Bớt tiền rồi không có bù áo ha. Rồi, chế của nó là chế ga ngang quanh bờ gồ hai kim, mặt giật trợ lực luôn nha anh em. Rồi, con số 12 900.000 ta lấy dài. Số 13 là con G2K nha anh em. Cơm Matsu G2K. Con này là Genos nha anh em. Rồi tum gời, bố con nhỏ, con số 13 1,000,000, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Cơm Matsu Genos 26cc nòng 34 ly. Tum gời, bố con nhỏ, Genos nha anh em. Chỗ này nó bị mẻ một tí nha, chỗ này mẻ một tí. Rồi con này là dòng máy cơm Matsu nha anh em, G2K nòng 34 ly. Con số 13. Con này 1,1 triệu anh em ơi. Con này 1,1 triệu ha. Em nhìn lộn nha anh em, con này 1,1 triệu. Con số 13. Ta lấy dài. Tiếp theo là lô số 14. Ủa lô số 10 11 12 13. Rồi. Rồi. Thư ký của em nó ghi trùng lô rồi nha anh em. Rồi anh em nào mà có chốt lô nào 12 13 14 12 13 thì anh em hãy nói giùm em là được. Rồi lô này là lô số 12 anh em. Lô số 12 mà là lô Matsu T100 ha. Rồi anh em chốt thì anh em nhớ nói giùm em cái hiệu máy anh em. Thư ký của em nó ghi trùng lô rồi. Rồi lô này là cái lô Matsu T100 bao đẹp luôn anh em. Bao đẹp ha.
áo nó có mẻ găng nha anh em. Rồi bao đẹp mít xu, con này là tum gời nha anh em, tum gời luôn, hai con tum gời một con tum liền. Tay lái của lô này thì hai tay lái dài một tay lái tròn ha, còn cực kỳ đẹp luôn. Tàu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em. Rồi mít xu T 100 nha anh em, mít xu T 100 cực kỳ đẹp. Lô này là lô số 12 mít xu T 100 ha, 1.350.000, 3 cây, 450.000 cây nha anh em, 450.000 cây mít xu T 100. Em quay lại cái mặt trước của thằng của cái hàng dưới này nha anh em. Xin đi qua 24 ha. Makita, con này thì phải nói là bao mới cho anh em luôn. Makita cơm Mitsu 3400, Kawasaki TD33. Con này là Gobin 27 ha. Con này là cơm Mitsu 22 TH nha anh em. Echo 200. Shinlewa và con G2K. Rồi em quay hai mặt gì cho anh em dễ xem ha. Rồi lô số 12 nha anh em. Tiếp theo là lô số 13. Lô mua số 13 thì là Geobi Genos thì em bán chung cho anh em luôn ha. Lô này thì 750.000 cây anh em, 6 cây, 4.500.000 lô số 13. Cái dòng máy này về chiến này nó hơi nhiều anh em, cho nên nếu là em chia ra cho anh em 2 3 lô luôn ha. Trên đó 1 lô luôn kìa. Đèn lô, đèn lô luôn. Rồi lô này là lô số 13 luôn anh em, Genos Geobi 4.500.000 6 cây, 750.000 cây. Tay lái là tay lái dài ha. Lô này là 23. Rồi lô này 23 hết luôn nha anh em, 23. Lô số 13 4.500.000 6 cây, 750.000 cây. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết cho anh em luôn ha. Rồi lô số 14. Lô số 14 cũng là 750.000 cây. 5 cây là 3.750.000. Genos nha anh em, Genos có con Geobi. Rồi lô này thì có là 26 anh em, 23, 26. Lô này là 1, 2, 3 cây 26 anh em, lô này 3 cây 26. Lô số 14, 3.750.000, 5 cây, 750.000 cây anh em, Genos. Lô này thì có một cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Lô số 14, 3.750.000, 750.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 15 anh em. Lô số 15 là lô Makita Gobin 4 thầy. Makita Gobin 4 thầy ha, còn cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Makita Gobin 4 thầy. Rồi lô này lô số 15, 2.4, 2 cây, 1.2 cây anh em. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết cho anh em ha. Rồi lô số 15 Makita Gobin 4 thầy, 1.2 cây. Lô số 16 là Tanaka nha anh em. Tanaka. Lô này là Tanaka tum gời luôn ha. Lô này 3 cây 2 triệu anh em. Lô số 16 3 cây 2 triệu. Tanaka tum gời hết nha anh em. Tum gời bố cũng nhỏ ha. Cái này thì mình có thể tháo đầu máy ra đấu xịt thuốc được nha anh em. Tay lái thì là tay lái dài hết luôn. Rồi lô này là lô này là 25 nha anh em, 256 nè, 226, 256. Rồi lô này thì nòng 32, 33 ly nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ hết ha. Tay lái là tay lái dài, tum là tum gời luôn, Tanaka tum gời. Rồi lô số 16 là 2 triệu 3 cây nha anh em, 3 cây 2 triệu Tanaka. Lô số 17 là 2 con Kawasaki TD24. TD24 nha anh em, còn cực kỳ mới luôn. Con này là bình sân trên ha, con này bình sân dưới. 2 cây 1.2 cây nha anh em. Ủa, 2 cây 1.2, 600.000 cây. Nòng 32 ly ha, tum gời bố con nhỏ luôn nha anh em. Mọi cái bộ cần không cũng 350.000-400.000 này. Lô số 17 1.2, 2 cây 600.000 cây. Tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bảo đủ nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bảo đủ cho anh em luôn. Lô số 17 1.2, 2 cây 600.000 cây. Kawasaki TD24 nòng 32 ly. Lô số 18 là hai con Shingu, một con là nòng 32, một con nòng 34 nha anh em. Chế là chế gà ngang luôn ha, chế gà ngang luôn. Tay lái là tay lái dài nha anh em, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 18 1.500.000 2 cây. 750.000 cây nha anh em. 2 cây ha, Shingu. Một con là 23 nòng 32, con này là nòng 34 nha anh em, chế gà ngang luôn.
Rồi lô số 19 là hai con Sindewa. Hai con này còn cực kỳ mới luôn anh em. Áo này là áo ghim ha, áo ghim mà nó còn mới vậy nè. Rồi Sindewa. Rồi lô này 600 ngàn cây, hai cây là 1 triệu 2 luôn nha anh em. Dòng máy Sindewa. 600 ngàn cây. Tay lái là một tay lái tròn, một tay lái dài. Đầu bò chấn kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 19 Sindewa. 600 ngàn cây, hai cây 1 triệu 2. Lô này còn cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn anh em. Lô số 19 Shingu Kawasaki TD Tanaka, mắc in ra bằng luôn anh em. Tanaka ha. Đây Makita 4 thì, Genos GLB, Mitsui T100. Mitsui T100 thì bao đẹp cho anh em luôn, cực kỳ đẹp luôn anh em. Nồng đồ còn trắng tinh, áo còn đỏ ao luôn anh em. Rồi lô này có 450 ngàn cây hả, Mitsui T100. Rồi tiếp theo là lô số 20 nha anh em. Lô số 20 là lô Genos Komatsu đời mới ha. Genos Komatsu đời mới nha anh em. Lô này còn cực kỳ đẹp luôn, liền lạc luôn nha anh em. Tay lái của lô này là có một cái tay lái tròn ha. Đây Genos. Đầu bò chấn kẹp thì bao đủ hết cho anh em. Lô này là một cây 26, hai cây 26. Ba cây 26 nha anh em. Ba cây 26, ba cây 23 ha. Nồng 32, 34 ly. Lô số 20 750 ngàn cây, 6 cây 4 triệu rưỡi. Lô số 20 nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì lúc nào em cũng bao đủ ha. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Lô này còn cực kỳ đẹp nè. Lô số 20. Rồi lô số 21. Lô số 21 là lô số 21 là TU nha anh em. Mitsui TU. Tum là tum gời hết luôn ha, Mitsui TU. TU Mitsui TU tum gời. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô này thì Mitsui TU nồng 34 ly. Tum là tum gợi hết nha anh em. Lô số 21 5 cây. Rồi cái này là Mitsui TU nha anh em. TU 26 á, nồng 34 ly. Lô này là lô số 21 nha anh em, 1 triệu rưỡi cây, 5 cây là 7 triệu rưỡi nha anh em. Mitsui TU 26 nồng 34 ly, 1 triệu rưỡi cây. Tay lái thì là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chấn kẹp thì lúc nào em cũng bao đủ ha. Lô số 21 7 triệu rưỡi 5 cây nha anh em, Mitsui TU. Lô số 22 là Kawasaki nha anh em. Kawasaki TD TG 20 nha anh em. TG 20 con này là TD 18 ha. Rồi lô này thì em bán cho anh em là 500 ngàn cây nha anh em. 5 cây 2 triệu rưỡi. Lô này tôm gợi nha anh em. 1 2 3 4, 4 cây tôm gời, 1 cây tôm liền. Rồi lô này thì tay lái dài có hai tay lái tròn ha. Lô số 22 2 triệu rưỡi nha anh em, 5 cây. 500 ngàn cây ha. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em, bao hơi lửa cho anh em luôn. Lô số 22 2 triệu rưỡi 5 cây. Lô số 23 là Sindewa 3 số ha. Sindewa 3 số thì lô này là có 230 nha anh em, 230, 251, 3 cây. Lô này thì 1 triệu 1 cây, 3 cây 3 triệu. Tay lái của lô này thì em sẽ gắn cho anh em tay lái dài hết ha. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 23 3 triệu 3 cây. 1 triệu 1 cây nha anh em. Sindewa 3 số. Lô số 24 là lô Komatsu. Komatsu nha anh em. Lô này thì là nó có nồng 32 34 ly ha. 2 cây 32, 1 cây 34. Lô này là Komatsu có đề. Lô số 24 thì 3 triệu anh em, 3 cây, 1 triệu 1 cây ha. Đây Komatsu có đề, 2 cây 23, 1 cây 34. Rồi đầu bò chấn kẹp thì bao đủ anh em. Tay lái là lô này là tay lái dài hết ha. Lô số 24 3 triệu 3 cây. Lô số 25 là Genos Komatsu anh em, GLB
Cơm Matsu này là cơm Matsu 2002. 2002 lô này thì hai cái tay lái già, hai tay lái tròn, một tay lái dài ha. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 25 này là 3 triệu 3 cây luôn ha, 1 triệu 1 cây. Gilby cơm Matsu 2002 nha anh em. Rồi có con là TD24 nha anh em, con này nó hơi chốc nước sơn ha. Em bán giá rẻ cho anh em 500 ngàn luôn ha. Bao hơi lửa, tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn. Kawasaki TD24 500 ngàn. Nó hơi bị chốc nước sơn nha anh em. Nội cái bộ cần này không là cũng 400 ngàn rồi ha. 400 ngàn cái bộ cần tum gời. Rồi con này thì bán ở ngoài nha anh em. Anh em chốt con này thì nói giùm em là Kawasaki TD24 ha, 500 ngàn. Đây là cơm Matsu. Cơm Matsu có đề. Shindewa. Kawasaki. Mitsubishi TU nha anh em, lô này còn cực kỳ đẹp luôn nè. Cực kỳ đẹp. Đây dây nốt nha anh em. Dây nốt. Lô số 26. Lô số 26 là lô Kiwis Echo nha anh em, 230 235 ha. Lô này thì là 850 ngàn cây, 5 cây là 4.250. Lô số 26. Kiwis 232 235 230. Lô này thì là tay lái dài hết ha. Có một cái tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ hết nha anh em. Lô số 26 4.250, 5 cây, 850 ngàn cây. Echo 230 235. Rồi lô số 27 là lô Echo xanh nha anh em, Echo xanh, Echo tím ha. Lô này thì có 26 nè. Hai cây 26 anh em, còn bao đẹp luôn, còn xanh mướt ha. Con này là 22. Con này 22 anh em. Áo con này nó hơi bị bạc tí ha. Rồi lô số 27 3 triệu 2. 800 ngàn cây anh em, 4 cây 3 triệu 2. Hai con 26, hai con 22. Nòng 32 34 ly. Tay lái là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết luôn. Lô này còn cực kỳ mới luôn nè, ốc tán nó còn trắng tinh. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 27 3 triệu 2, 4 cây, 800 ngàn cây ha. Echo. Lô số 28 là lô tấp xanh cơm Matsu nha anh em. Dòng máy cơm Matsu ha, Trung Quốc xuất Nhật. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Lô này là 3 cây 2 triệu. Lô số 28. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô này thì là nòng 32 ly ha, nòng 32 ly, tấp xanh. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Lô số 28 2 triệu 3 cây. Lô số 29 là lô Robin hộp. Robin hộp thì lô này là nòng 32 34 ly nha anh em. Nòng 32 34 ly. Lô này thì có một con là nòng 34 nha anh em, còn lại nòng 32 ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ hết cho anh em ha. Lô số 29 là 3 triệu anh em. 3 triệu 5 cây ha, 600 ngàn 1 cây nha anh em. Tay lái là tay lái dài luôn. Lô này thì còn cực kỳ rẻ nha anh em. Bao rẻ, bao giá rẻ cho anh em luôn. 600 ngàn cây. Robin hộp, nòng 32 34 ly. Lô số 29. Đây em quay mặt trước cho anh em xem ha. Echo xanh, Echo tím. Robin hộp, Makita hộp ha. Tiếp theo là lô số 30 nha anh em. Lô số 30 là Magu 26cc nòng 34 ly, tum liền. Lô này thì 1 triệu mốt cây nha anh em. Tay lái thì là có một cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài. Magu 26 nòng 34 ly. Rồi đầu bò trắng kẹp theo bao đủ nha anh em. Magu 26. Lô này là 1 triệu mốt cây, 5 cây là 5 triệu rưỡi. 26cc nòng 34 ly. Lô số 31 là lô Echo 240 242. Lô này thì nòng 34 ly nha anh em. Đây 240 242. Tay lái là tay lái dài hết ha, tay lái dài hết. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 31 4 triệu, 5 cây, 800 ngàn cây nha anh em. 800 ngàn cây. Lô số 31 Echo 240 242. Lô số 32 là lô Hitachi Tanaka. Hitachi Tanaka nha anh em. Lô này thì là Tanaka chữ A ha, Hitachi Tanaka chữ A. Rồi lô này thì nòng 32 33 ly nha anh em. Nòng 32 33 ly. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em.
bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Lô số 32 4,2 triệu 6 cây 700.000 cây. Lô này còn rất là đẹp nên em liền đồ luôn. Tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Lô số 32 700.000. Magu 26 anh em, thiếu nắp xăng nắp e thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Đây lô này là lô Echo 240 này là cực kỳ đẹp nha anh em. Mặt giật trợ lực hết luôn nè. Lô này cực kỳ đẹp luôn, trợ lực hết luôn. Tanaka Hitachi. Tanaka chữ A. Tiếp theo là lô số 33. Lô số 33 là Magu 23 nha anh em, nòng 32 ly ha. Đây Magu 23 nòng 32 ly. Lô này phải nói là trắng tinh nha anh em. Cái đít nó còn trắng tinh luôn nè. Bao đẹp cho anh em luôn. Bình xăng lớn trắng sáng ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn nha anh em. Magu 23 nòng 32 ly, cực kỳ đẹp. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ ha. Thiếu cái đầu bò thì em gắn vô cho anh em đầy đủ. Rồi tem mát đầy đủ nha anh em. Tem mát đầy đủ. Lô số 33 900.000 cây, 9 cây 8 triệu 1 nha anh em. Lô này còn cực kỳ mới luôn. Còn cực kỳ mới anh em. Bình xăng này nó bị dính sình, nó dính dơ, nó về mình rửa, chùi rửa lại nha anh em. Lô này còn cực kỳ mới. Rồi bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Lô số 34 là lô Magu nha anh em. Magu 20cc nòng 30 ly. Lô này là Magu 20. Lô này lô 34 nha anh em, 8 triệu ha, 10 cây, 800.000 cây. Lô này là ta lấy dài hết luôn. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ hết nha anh em, tem mát đầy đủ luôn. Lô số 34 8 triệu, 10 cây, 800.000 cây. Tay lái là ta lấy dài hết luôn nha anh em. Lô này còn cực mới nè. Tùm liền hết ha, đít trắng tinh luôn. Rồi lô số 34 8 triệu nha anh em, 10 cây. Lô số 35 là Echo 209. Echo 209 nha anh em, Echo 221, 220 thì em để chung cho anh em luôn. Lô này cũng rất là xịn sò nha anh em. Nước sơn rồi còn bóng loáng luôn. Rồi lô này thì tay lái thì em bao cho anh em tay lái dài hết luôn nha. Lô này bao cho anh em tay lái dài hết luôn. 700.000 cây nha anh em, 9 cây 6 triệu 3 ha. Lô số 35. Lô này phải nói là bao đẹp luôn nè. Rồi bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Lô số 35 6 triệu 3 9 cây 700.000 cây. Tay lái là tay lái dài hết luôn nha anh em. Tay lái dài hết luôn. Lô số 35. Lô số 36 là hai con. Một con là Hitachi 25 nha anh em. Đời này là đời Echo 260 ha. Echo 260 nhưng mà tại nó đóng mát là Hitachi. Đây con này là QX 261 nòng 34 ly. Rồi lô số 36 2 triệu rưỡi 2 cây. 1 triệu 250 cây. Tay lái là tay lái dài ha. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ nha anh em. Lô số 36. Lô số 37 là hai con Mitsu T180. T180 nha anh em, nòng 36 ly ha, tùm lớn bố cùng lớn luôn. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ luôn. Lô số 37 3 triệu 2. 2 cây anh em, 1 triệu 6 cây ha. Mitsu T180 nòng 36 ly. Lô số 38 là Magu 23 tum gời. Magu 23 tum gời nha anh em. Lô này thì lô số 38 900.000 cây, 4 cây 3 triệu 6. Lô số 38 nha anh em. Rồi lô này thì tay lái là tay lái cha dài, có một cái tay lái tròn ha. Tum là tum gời hết luôn nha anh em. Tem mát đầy đủ, đầu bò chắn kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Lô số 38 3 triệu 6 4 cây 900.000 cây. Magu 23 tum gời. Magu 23 tum gời nha anh em. Mitsu T180. Echo QX 261. Con này là 260. Con này 261 chế ga ngang, quên bờ gỗ hai kim luôn nha anh em. Con này là chế piston ga ha. Hai con thì mặt giật trợ lực hết luôn. Còn đây là Echo 209 nha anh em. Magu 26, Magu 20cc nòng 30 ly. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.